Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đã bao trùm lên toàn miền Bắc gây ra mưa dông và nhiệt độ giảm. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên mức cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ, trời rét. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ là từ 18 tới 21 độ, trời lạnh. Ngày mai, do nằm trọn trong khối không khí lạnh nên hầu khắp Bắc Bộ trời khô ráo, nhiệt độ trưa chiều chỉ trong khoảng là từ 23 đến 26 độ. Như vậy là người dân thủ đô sẽ chào đón ngày lễ kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022 với thời tiết tạnh ráo, các hoạt động ngoài trời vẫn có thể diễn ra. Nhưng quý vị cần lưu ý trang phục phù hợp bởi thời tiết có sự thay đổi. Đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình nên trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời sẽ chuyển lạnh về đêm và sáng. Các khu vực còn lại thì trời cũng nhiều mây hơn trong đêm nay và ngày mai cùng với những cơn mưa rào rải rác xuất hiện gián đoạn trong ngày. Mức nhiệt độ trưa chiều giảm, cao nhất đều ở dưới ngưỡng là 30 độ. Do đợt mưa lần này tại các tỉnh Trung Trung Bộ ít nhất sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 10 với nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, nên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, người dân cần hết sức lưu ý. Đới gió đông bắc đến đông chi phối nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông xuất hiện về đêm và khoảng chiều tối. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng giảm, thời tiết mát mẻ, vùng cao nguyên còn có cảm giác lạnh về đêm. Nhiệt độ trưa chiều mai tại Tây Nguyên là từ 25 đến 28 độ, Nam Bộ cũng chỉ lên tới ngưỡng là 29 đến 31 độ. Trên biển, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày 9 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!